Ở chiếc mũ này thì mình dùng kim 5 mini. Các bạn sẽ sử dụng kim to hơn so với số kim mà họ quy định ở trên cuộn len. Móc cho mình 4 mũi xích. 1, 2, 3, 4 mũi. Ở chân của mũi xích đầu tiên này, các bạn sẽ móc vào đây cho mình 15 mũi kép. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mũi với một hàng mũi xích như này nữa. Như vậy mình được 16 mũi ở hàng đầu tiên. Các bạn lưu ý là ở chân của mũi móc sẽ có 3 sợi. Khi mà các bạn móc thì các bạn sẽ xuyên qua 2 sợi thì cái lỗ hổng nó không bị giãn. Nó sẽ như thế này. Sau đó các bạn sẽ nối vào chân của mũi móc xích mà các bạn vừa móc ở hàng đầu tiên. Xong vòng thứ nhất đến vòng thứ hai, các bạn gây cho mình 3 mũi. Móc vào chân bên cạnh này. Một mũi kép đầu tiên. Sau đó gây một mũi. Vẫn cùng chân, các bạn lại móc tiếp một mũi kép nữa. Đây là một chữ V đầu tiên. Chân bên cạnh các bạn móc cho mình một mũi kép. Chân tiếp theo các bạn lại móc một mũi kép đầu tiên. Gây một mũi. Mũi kép thứ hai. Chân bên các bạn móc một mũi kép. Chân bên cạnh các bạn lại móc một chữ V. Chữ V chính là một mũi kép và một mũi gây. Tiếp tục. Chân bên cạnh một mũi kép. Sau đó các bạn lại móc một chữ V vào chân kế bên. Mũi kép đầu tiên gây một mũi. Mũi kép thứ hai. Chân bên một mũi kép bình thường. Tiếp tục chân bên cạnh các bạn móc mũi kép đầu tiên gây một mũi. Sau đó mũi kép tiếp. Chân bên cạnh một mũi kép. Chân bên một chữ V. Tiếp tục. Chân bên cạnh một mũi kép. Tiếp tục. Mũi kép đầu tiên gây một mũi. Mũi kép thứ hai. Tiếp tục mũi kép. Sau đó đến một chữ V. Kết thúc, các bạn sẽ nối vào chân của mũi móc xích thứ ba. Được hai vòng, vòng thứ ba các bạn gây cho mình 3 mũi. Sau đó các bạn sẽ móc vào chữ V này cho mình 2 mũi kép đầu tiên.
gây một mũi. Vẫn cùng chân, các bạn lại móc cho mình hai mũi kép nữa. Tiếp tục các bạn móc một mũi kép vào chân của mũi kép ở bên cạnh. Sau đó bỏ qua chân mà nằm bên cạnh chữ V này, các bạn sẽ móc vào trong chữ V hai mũi kép đầu tiên. Gây một mũi. Hai mũi kép tiếp. Mũi kép tiếp vào chân bên. Sau đó móc vào chữ V. Hai mũi kép đầu tiên. Gây một mũi. Hai mũi kép tiếp. Tiếp tục một mũi kép bình thường. Sau đó đến hai mũi kép đầu tiên vào trong chữ V. Gây một mũi. Hai mũi kép tiếp. Tiếp tục các bạn sẽ móc mũi kép vào chân bên. Sau đó móc vào trong chữ V này hai mũi kép đầu tiên. Gây một mũi. Hai mũi kép tiếp. Tiếp tục các bạn lại móc một mũi kép. Sau đó các bạn lại móc vào trong chữ V. Bốn mũi kép. Và giữa hai mũi kép các bạn gây một mũi. Kết thúc, các bạn sẽ nối vào chân của mũi móc xích thứ ba. Vòng thứ tư, các bạn sẽ dùng mũi dòi để di chuyển. Mình nối lại cho các bạn nhìn nhé. Các bạn sẽ nối vào chân. Tiếp tục các bạn sẽ dùng mũi dòi để di chuyển. 1 2 Sau đó móc cho mình 3 mũi xích. Tiếp các bạn sẽ móc vào trong ô này cho mình. Các bạn lại móc 2 mũi kép. Sau đó gây 1 mũi và 2 mũi kép tiếp. 1 2, sau đó gây 1 mũi. Vẫn cùng ô này, các bạn móc cho mình 2 mũi nữa.
Sau đó các bạn sẽ móc một mũi kép vào trong chân bên cạnh này cho mình. Các bạn sẽ móc vào đây cho mình. Các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi kép. Tiếp tục bỏ qua 3 chân mũi. 1, 2, 3. Móc vào chân thứ tư này. Một mũi kép. Sau đó các bạn lại móc vào trong giữa cái cụm của 4 mũi kép, giữa 2 mũi kép, 1 mũi gây đó. Các bạn lại móc vào đây cho mình. 2 mũi kép đầu tiên. Gây 1 mũi. 2 mũi kép tiếp. Sau đó các bạn lại móc vào cái chân bên này một mũi kép cho mình. Tiếp tục bỏ qua 3 chân mũi. 1, 2, 3. Và móc vào chân thứ tư này cho mình một mũi kép. Sau đó các bạn lại móc vào trong giữa của cái cụm 4 mũi kép này. Các bạn móc 2 mũi kép đầu tiên. Gây một mũi. Vẫn cùng chân các bạn lại móc tiếp cho mình 2 mũi móc kép nữa. Một. Hai. Sau đó các bạn lại móc vào cái chân bên này. Đây các bạn móc vào đây cho mình một mũi kép. Tiếp tục bỏ qua 3 chân và móc vào chân thứ tư này. Mũi kép. Sau đó các bạn lại móc vào trong cái giữa của cái cụm 4 mũi kép này. Các bạn móc 2 mũi kép đầu tiên. Gây một mũi. 2 mũi kép tiếp. Tiếp tục các bạn lại móc vào đây cho mình một mũi kép. Sau đó các bạn lại bỏ qua 3 chân mũi. 1, 2, 3 và móc vào chân thứ tư này. Mũi kép đầu tiên. Xin lỗi các bạn, một mũi kép. Sau đó các bạn lại móc vào giữa cái cụm 4 mũi kép này. 2 mũi kép đầu tiên. 1, 2, gây một mũi và móc 2 mũi kép tiếp theo. Các bạn lại móc một mũi kép vào đây.